Điều phụ nữ sợ nhất khi đi ngoại tình không phải là ly hôn mà là ba điều sau. Thứ nhất, sợ mang thai ngoài ý muốn. Mặc dù lừa dối chồng để đeo đuổi sự khoái cảm, sự mới lạ bên ngoài, nhưng họ lại không dám đeo đuổi sự tự do của vòng bụng. Họ sợ mang thai hơn. Điều này không có gì khó hiểu. Vì phụ nữ một lúc nằm trong vòng tay hai người đàn ông, họ sợ vô tình mang thai mà không biết đó là con của chồng hay con của người tình. Và họ cũng không muốn từ bỏ cuộc sống ổn định của gia đình, nhưng lại muốn có được sự tự do. Thứ hai, sợ lời đe dọa của nhân tình. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng phụ nữ ngoại tình là thường chủ động, nhưng sau đó họ nhận ra rằng họ đã rơi vào thế bị động. Vì khi nhân tình trở mặt thì phụ nữ đã mất hết dũng khí phản kháng. Họ đành phải chiều theo nhân tình một cách nhục nhã vì họ sợ nhân tình đưa những hình ảnh, tin nhắn, những video nhạy cảm lên mạng xã hội, đặc biệt là báo cho chồng hay là người thân trong gia đình biết. Và thứ ba, đó là sợ con mình nhìn thấu. Thực tế phụ nữ sợ con cái phát hiện những hành động sai trái của mình và đánh giá mình là một người mẹ không tốt. Dù là nam hay nữ thì chuyện ngoại tình là một việc sai trái, nó sẽ hạ thấp giá trị, đánh mất hình tượng của bạn và để lại nhiều hậu quả khôn lường. Vì vậy khi vợ chồng sống không hợp nhau thì hãy chia tay trong văn minh, khi đó bạn có thể đi tìm hạnh phúc riêng của mình cũng chưa muộn mà.